bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vạn Phật Thánh Thành, cảnh tiên giữa chốn nhân gian. Vạn Phật Thánh Thành là một nơi yên tĩnh, tịch mịch. Ở đây không khí trong lành và khung cảnh lại u nhã, chẳng có không khí ô nhiễm và cũng chẳng có tiếng xe cộ ồn nào quấy nhiễu. Phàm là người sống trong khuôn viên của Vạn Phật Thánh Thành thì phải biết quý trọng và hết lòng gìn giữ, bảo vệ môi trường. Trong rừng Thông Đại Tùng Thụ thuộc khuôn viên Thánh Thành, có tới mấy trăm con hạc trắng làm tổ trên cây và sống ở đó quanh năm. Giống chim này thuộc loài hậu điểu, lẽ ra thì phải tùy theo khí hậu mà thiên di tới nơi khác. Nhưng những con bạch hạc này lại cứ đóng đô ở đây mãi, chẳng chịu dọn nhà đi, đủ thấy không khí tại Vạn Phật Thánh Thành trong lành như thế nào. Vạn Phật Thánh Thành cũng là một thánh địa, có hơn 30 con liêu sao, sinh sống trên đồng cỏ mênh mông. Chúng khoan thai đi lại trong thảo nguyên, và hễ thấy có người đến thì nhảy cẫng lên, ra vẻ mừng rỡ chào đón. Kêu con lại còn khả ái hơn nữa, chúng cứ quấn quýt bên mình khách không chịu rời. Trong Thánh Thành còn có loài chồn, cáo, nhưng chúng chẳng hề làm hại những động vật nhỏ bé. Nếu chúng phạm giới, dù là ăn con sóc nhỏ thì cũng phải chịu sự trừng phạt của thần hộ pháp. Những con chồn này rất tinh nghịch, có người trông thấy chúng liền dậm chân thì chúng tắt trước dậm chân theo, trợn mắt nhìn chúng thì chúng cũng trố mắt nhìn lại. Chồn con rất hồn nhiên, hễ gặp người xuất gia là lẽo đẽo đi theo, có khi chúng còn vô nhà hoặc lảng vảng trước cửa để xin thức ăn. Muôn chim được tắm mình trong cảnh giới thần tiên, thiêng liêng, kỳ diệu, tinh khiết và thanh tịnh này, đều sống trong niềm an lạc chan hòa. Có thể nói là chúng đã gặp được môi trường thích hợp vậy. Ha ha ha, 问什么的说